Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Kinh nghiệm lái xe qua vùng ngập nước an toàn nhất, những cơn mưa dông và ngập úng thường gây nên sự tê liệt hệ thống giao thông nội đô. Ngay cả những tài xế có kinh nghiệm cũng phải lăn tăn khi vượt qua những cung đường ngập nước. Đặc biệt là ở những khu vực không quen thuộc, cách an toàn nhất để bảo vệ xe khi đối diện đoạn đường ngập nước là gì? Họ thường dừng xe lại và chờ đến lúc mưa ngớt hoặc nước rút rồi mới tiếp tục di chuyển. Bên cạnh đó, những chiếc SUV hoặc bán tải là các mẫu xe có thể băng qua vùng ngập nước với độ ngập nhất định. Tài xế cần biết mức nước nào là an toàn cho xe khi chạy trên đường bị ngập. Tuy nhiên, đừng quên những lưu ý dưới đây để đảm bảo an toàn cho bản thân và các hành khách trên xe khi di chuyển qua những con đường ngập nước. Một, quan sát khu vực xung quanh và kiểm tra mực nước. Đây là điều tối quan trọng khi lái xe qua vùng ngập nước. Nếu có thể, hãy xuống xe và quan sát khu vực bạn chuẩn bị vượt qua, đồng thời tự hỏi bản thân 4 câu hỏi trước khi quyết định tiếp tục hành trình của mình. Độ sâu của mực nước là bao nhiêu? Có chướng ngại vật nào khác trên đường không? Có lối thoát phù hợp không? Liệu đang có một dòng nước chảy xiết không? Các bánh xe của một chiếc bán tải hay SUV thực thụ có thể được tận dụng để kiểm tra mức an toàn của mực nước ngập. Độ sâu của nước không được vượt qua ốp chắn bùn ở bánh xe trước nếu có chướng ngại vật cản đường hoặc bạn không thể xác định lối thoát phù hợp. Hãy dừng lại, bởi mực nước có thể dâng cao hơn khi bạn di chuyển sâu vào vùng ngập. Ngoài ra, hãy duy trì với một hướng đi duy nhất để tránh việc va chạm với lề đường. Hai, thiết lập chế độ lái phù hợp. Một số dòng xe bán tải của Mỹ hiện nay được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh có thể dễ dàng kích hoạt. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Đầu tiên, về số 0, số N, sau đó sử dụng tính năng gài cầu điện tử Ship on the Fly để chuyển sang chế độ 2 cầu chậm 4L. Từ đó, hệ thống dẫn động 4 bánh sẽ được kích hoạt ở cấp số thấp, truyền năng lượng từ động cơ đến 4 bánh xe và hỗ trợ duy trì tốc độ thấp hơn trong giải công suất tối ưu. 3 chậm mà chắc, lái xe trong vùng ngập nước không phải một cuộc đua, hãy di chuyển qua dòng nước từ từ. Đủ để hình thành một làn sóng nhỏ hình vòng cung phía trước mũi xe và cố gắng duy trì làn sóng đó. Không để nước tràn qua mui xe, nếu nước bắt đầu chảy qua nắp capo, bạn đang đi quá nhanh. Ngoài ra, nước có thể xâm nhập vào khoang xe nếu mực nước tại khu vực đó cao hơn hoặc gần chạm đến phần dưới cửa xe. Theo các chuyên gia, hãy di chuyển chậm rãi và duy trì tốc độ khoảng 7 km/h và giảm thiểu tối đa việc đạp phanh hoặc dừng xe giữa chừng. Một khi đã quyết định tiến vào vùng ngập nước, bạn phải tiếp tục cho đến khi hoàn toàn thoát khỏi dòng nước đó. 4. Kiểm tra phương tiện. Để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục hành trình, hãy thực hiện các bước kiểm tra đơn giản dưới đây để chắc chắn rằng những hệ thống quan trọng không bị ảnh hưởng bởi nước. Nhấn phanh nhẹ nhàng để đảm bảo phanh vẫn hoạt động. Má phanh sau khi lội nước sẽ cần một khoảng thời gian để ráo nước. Nên kiểm tra còi xe, kiểm tra đèn pha phía trước và đèn hậu, kiểm tra hệ thống lái trợ lực. Sau khi vượt qua những cung đường ngập thành công, hãy vệ sinh xe thật sạch và nên đến đại lý chính hãng ủy quyền gần nhất để kiểm tra toàn diện. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là hãy nhớ rằng sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu và chỉ thực hiện việc lội nước trong những trường hợp thực sự cần thiết. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.